Vâng, xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Tên tôi là Phan Anh, chuyên gia về marketing online. Và hôm nay tôi có một câu chuyện muốn chia sẻ với các anh chị và các bạn. Chúng ta không thể cứu một người đã chết, nhưng chúng ta có thể cứu một doanh nghiệp bị khủng hoảng truyền thông nếu biết cách. Khủng hoảng truyền thông trực tuyến hiện nay không chừa một ai, không chừa một doanh nghiệp nào. Và nó có thể xảy đến bất kỳ thời gian nào, với bất kỳ câu chuyện gì. Vì sao lại như vậy? Chúng ta có thể dễ dàng thấy rằng mạng xã hội Việt Nam đang rất phát triển. Facebook có 53 triệu người dùng, Zalo cũng có từng đó người dùng. Các trang báo điện tử, các trang tin tức điện tử có hàng trăm triệu lượt đọc mỗi ngày. Và đây chính là những nguyên nhân cơ bản, là công cụ cơ bản để gây ra tốc độ lan truyền một cách chóng mặt và không thể kiểm soát được. Tôi nhấn mạnh rằng là không thể kiểm soát được với một vấn đề được xảy ra đối với một doanh nghiệp. Các bạn có thể thấy rằng là chỉ có thể trong vòng khoảng 1 giờ hoặc nhiều nhất là 1 ngày, thậm chí cả Việt Nam chúng ta và thế giới đã biết đến tin xấu của bạn, đã biết đến câu chuyện mà bạn bao nhiêu lâu nay bạn che đậy, bao nhiêu lâu nay bạn cố gắng dàn dựng. Vâng, người dùng Việt Nam chúng ta tương tác rất mạnh với mạng xã hội và thường phản ứng mạnh hơn, quyết liệt hơn với tất cả những tin tức xấu mang tính chất khủng hoảng cho doanh nghiệp. Và kết quả là gì? Kết quả chúng ta có thể nhìn thấy một số các ví dụ chúng ta đã từng thấy trong quá khứ và gần đây. Vụ việc con ruồi nở tỉ của một thương hiệu nước giải khát đã làm giảm doanh thu hơn 2.000 tỷ của thương hiệu này và đến nay vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi như trước. Với chi phí marketing đội lên rất nhiều nhưng doanh số bán hàng đã suy giảm nghiêm trọng. Vụ thương hiệu Khải Siêu nhập nhèm Made in China, Made in Việt Nam xảy ra trong vòng vài ngày đã làm cho Khải Siêu, một thương hiệu uy tín gây dựng trong 30 năm, được rất nhiều người tiêu dùng tin tưởng, đã có mặt ở tất cả các trang báo điện tử, có mặt ở tất cả các trang mạng xã hội và thậm chí cả đài truyền hình cũng đã lên tiếng. Thậm chí kể cả những cơ quan quyền lực nhất cũng đã lên tiếng, các chuyên gia đã lên tiếng nói về vụ việc, luật sư cũng đã lên tiếng, khách hàng cũng lên tiếng. Công an rồi các cơ quan quản lý đã vào, đã mở cuộc điều tra. Chủ doanh nghiệp phải đóng chuỗi bán lẻ và bị thiệt hại rất nhiều về tài chính, uy tín thương hiệu, uy tín cá nhân, uy tín của chủ doanh nghiệp. Và thậm chí vụ việc này có thể được đẩy xa hơn nữa, doanh nghiệp có thể phải đối mặt với các cái nghi án về pháp lý. Và chúng ta cũng nhận thấy rằng hiện nay có rất nhiều các vụ việc đã, đang và sẽ tiếp tục được đưa lên trên báo chí, trên mạng xã hội. Mấy ngày nay gần đây, vụ việc một hoa hậu quý bà và buôn bán các sản phẩm mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Rồi thì các cái vụ việc trung tâm tiếng Anh, các vụ việc khủng hoảng truyền thông khác liên tục xảy đến, giống như là các con sóng xô vào bờ và không biết khi nào thì đến chúng ta. Các nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng là gì? Có lẽ chúng ta cũng dễ dàng thấy được có quá nhiều các nguyên nhân dẫn đến các cuộc khủng hoảng truyền thông trực tuyến hiện nay. Thí dụ như là chỉ một lời phàn nàn của khách hàng về việc chất lượng của một thương hiệu, chất lượng của một sản phẩm, câu chuyện tem mác không rõ nguồn gốc, câu chuyện xuất xứ hàng hóa nhập nhèm, câu chuyện hàng hóa không rõ nguồn gốc, câu chuyện nguyên liệu sản xuất hàng hóa không đảm bảo an toàn, không đảm bảo chất lượng. Đôi khi cách mà doanh nghiệp phản ứng và xử lý với một thông tin truyền thông không đúng cách, không tinh tế cũng làm dấy lên một cuộc khủng hoảng. Rồi thì doanh nghiệp bị giao tin đồn, bị phao tin đồn nhảm về những cái thông tin không chính xác, không xác thực đã khiến cho doanh nghiệp thiệt hại rất nhiều về uy tín cũng như là về năng lực sản xuất cũng như là về doanh số. Mâu thuẫn nội bộ giữa các thành viên, các thông tin bí mật bị rò rỉ có thể ảnh hưởng tới và gây ra những cuộc khủng hoảng truyền thông trực tuyến vô cùng mạnh mẽ. Vâng, vấn đề đôi khi rất đơn giản, đó là doanh nghiệp thực sự không biết xác định điểm mấu chốt của khủng hoảng. Doanh nghiệp coi nhẹ mấy cái việc đó và cho rằng đó là những việc lặt vặt, việc trên trời, việc ở trên mạng nói tào lao, nhảm nhí. Nhưng thậm chí rất nhiều doanh nghiệp cho rằng mình đã là doanh nghiệp lớn,
hàng trăm tỷ, hàng nghìn tỷ. Và chúng ta cho rằng chúng ta là một doanh nhân có uy tín và thành đạt, chúng ta có mối quan hệ, chúng ta có tiền bạc. Vâng, tôi khuyên rằng đừng suy nghĩ như vậy, đừng đùa với lửa và đừng cho rằng khủng hoảng không xảy đến với chúng ta, với thương hiệu và với doanh nghiệp của chúng ta. Khủng hoảng thương hiệu, khủng hoảng truyền thông trực tuyến có thể xảy đến với bất kỳ ai, bất kỳ doanh nghiệp nào, bất kỳ thời điểm nào như tôi đã nói. Vâng, tôi làm video này để nói lên điều gì? Chúng tôi có thể giúp gì được gì cho doanh nghiệp và các anh chị là CEO, là giám đốc marketing, là giám đốc thương hiệu, là giám đốc truyền thông. Chúng tôi hân hạnh, chúng tôi hân hoan chia sẻ tới các anh chị những kiến thức, những kinh nghiệm, những trải nghiệm và tập huấn cho các anh chị về cách thức xử lý khủng hoảng truyền thông trực tuyến. Chúng ta có thể nhận diện được các nguyên nhân khủng hoảng. Chúng ta có thể sử dụng các cái biện pháp phòng và tránh để làm giảm thiểu cái sự ảnh hưởng, cái sự hậu quả của khủng hoảng truyền thông trực tuyến. Và tôi cho rằng phòng và tránh là hai cái điều mà quan trọng nhất trong xử lý khủng hoảng. Nhưng nếu không may doanh nghiệp của chúng ta vẫn xảy ra khủng hoảng thì chương trình này, nội dung này sẽ giúp cho các anh chị biết cách xử lý, biết cách sử dụng các công cụ mạnh mẽ, các mối quan hệ báo chí, truyền thông để có thể khai thác, để có thể xử lý và phản ứng một cách kịp thời, khôn ngoan và tinh tế với các vấn đề mà báo chí đang đưa tin, mạng xã hội đang đưa tin, để làm sao biến những cái nguy cơ nó trở thành hết sức bình thường, biến những cái rủi ro nó sẽ trở thành những cái rủi ro nhỏ hơn và giảm thiểu các thiệt hại cho doanh nghiệp của chúng ta, để giúp cho cái việc khủng hoảng đó trở nên bình thường, giúp cho doanh nghiệp có thể vượt qua được cái cơn sóng gió đầy nguy kịch mà chúng ta đang phải điều hành một cái doanh nghiệp đang vướng vào những vấn đề về khủng hoảng truyền thông trực tuyến. Tên tôi là Phan Anh, giảng viên đại học, chuyên gia về marketing online, đã từng tư vấn cho rất nhiều các case study về khủng hoảng truyền thông, từ lớn đến nhỏ, bệnh viện gây chết người, spa làm hỏng, trung tâm tiếng Anh có các cái vấn đề về với báo chí, vân vân. Tôi có 10 năm kinh nghiệm giảng dạy ở bậc đại học về thương mại điện tử và marketing điện tử, 5 năm kinh nghiệm đào tạo và tư vấn cho hơn 300 doanh nghiệp và các cái chủ kinh doanh, những người bán hàng trực tuyến và các startup. Chúng tôi đã đào tạo cho rất nhiều các cái doanh nghiệp lớn trên thị trường Việt Nam và các cái sở công thương một số. Tôi tự tin rằng tôi muốn chia sẻ những hiểu biết của tôi tới các anh chị về việc xử lý khủng hoảng truyền thông trực tuyến và giúp các anh chị chuẩn bị sẵn sàng phòng, tránh và đối phó để giảm thiệt hại lớn nhất cho doanh nghiệp của mình. Nếu các anh chị cần tôi tư vấn, nếu các anh chị cần tham gia khóa học, hãy liên hệ với chúng tôi để được trợ giúp. Xin cảm ơn các anh chị đã theo dõi video này và xin chúc các anh chị doanh nghiệp, xin chúc các anh chị doanh nhân thành công, thành đạt hơn nữa và bảo vệ thương hiệu của mình thành công, phát triển trong quá trình hội nhập. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong chương trình đào tạo của tôi.